Thông điệp tình yêu nhân hậu gửi các hồn nhỏ. Ngày 25 tháng 12 năm 1967, trong nhà thờ trước máng cỏ, Chúa Giêsu nói: Cha là đấng đã nâng ẵm con và nung nấu con bằng tình yêu vô hạn lượng của Cha. Con hãy cầu nguyện để người đời nên lương hảo và quảng đại, để họ hiểu được tình yêu của Cha đối với họ êm ái dường nào, và họ nên đến đó mà nương ẩn, hầu trở nên một trong Cha, và ơn bình an của Cha tràn ngập trên họ. Ngày 26 tháng 12 năm 1967, tại sao người ta không muốn đào sâu chân lý về đấng hiện hữu? Cha nói thật với con, tại người ta không muốn tự mâu thuẫn với chính mình. Cha dạy con đường nhỏ, con đường thuận lợi nhất cho các linh hồn nhỏ. Mọi nỗ lực cho các hồn nhỏ làm vì Cha sẽ đem lại cho họ nguồn ơn quảng đại như thủy triều dân, có sức phục hồi các linh hồn. Cha Thiên Chúa của con, Cha hứa sẽ giúp đỡ và phù trợ con trong mọi nhu cầu của con, và Cha sẽ dùng các thụ tạo để đạt hiệu quả đó. Luôn luôn sẽ có phần hậu cho đến tối hậu. Năm 1968, ngày 1 Tây Tháng Giêng 1968, Chúa Giêsu nói: Các con hãy yêu mến chân lý, hãy chấp nhận mọi sự như từ Cha mà đến. Các con có thể nói được các con yêu mến Cha không? Nếu các con không thực thi những lời dạy bảo của Cha, tặng vật tình yêu của Cha thì miễn phí. Để nhận nó, chỉ cần chữ xin vâng của các con. Gia đình gồm có những ai? Cha, mẹ và con cái. Đó là vương quốc của Cha. Nhưng còn biết bao con hoang đàn mà Cha còn phải đem về lại tổ ấm. Và còn những đứa con cứng đầu, Cha phải làm gì với chúng? Thế giới này đảo lộn đến tận gốc rễ, không còn nhận ra sự thật. Bản chất sa đọa tự nhiên của nó không chấp nhận bất kỳ một chống đối nào với những phù phiếm mua vui cho nó. Lương tâm đã hoàn toàn bị loại bỏ nơi nhiều tâm hồn. Tất cả đều phù phiếm, ngay cả trong đấy các tâm hồn. Còn các con nhỏ mà Cha đòi hỏi họ cũng từ chối Cha. Nhưng không một ai sẽ dám đương đầu với Cha. Sức sống của giáo hội bị xáo trộn bởi những phần tử đi ngược lại với sự toàn hảo của giáo hội. Cha là lương thực của người nghèo khổ. Cha cho con những gì thích hợp với trẻ nhỏ, và cho những ai biết trở nên nhỏ bé như trẻ thơ. Ai nghĩ đến Cha? Ai yêu Cha? Nếu không phải là các con nhỏ của Cha. Ôi lạy Chúa, Chúa có thể làm mọi sự. Xin cứu vớt những kẻ tội lỗi khốn nạn là chúng con đây. Con Cha, điều Cha có thể làm cho họ thì lại bị sự điên rồ của họ hạn chế. Ngày 6 tháng Giêng 1968, con Cha, con hãy tự nói rõ với con rằng sự quá độ trong các thú vui vô ích chắc chắn sẽ dẫn đến một sự lơ là trong đạo đức. Con hãy xem các nhà thờ vắng tanh,
Nơi đó có sự bình an và hoang lạc. Ai để ý tới nỗi mong chờ khắc khoải của một Thiên Chúa? Những kẻ trung tín của cha thì quá ít ỏi để có thể bù đắp được sự ước mong của trái tim cha. Các nơi giải trí thì lại đầy ắp người. Đó là một sự đảo lộn hoàn toàn. Điều đáng lẽ phải có thì lại không. Thế giới các tâm hồn bị chi phối theo một hướng ngược hẳn lại. Những người cha đã cho toàn quyền đóng và mở có trách nhiệm biết bao. Những lời phản đối rụt rè của họ sẽ không cứu được họ, bởi vì họ đang dẫn dân cha đến chỗ diệt vong. Vô phúc cho kẻ có thể làm mà lại không làm. Bởi vì nếu khát vọng yêu đương của cha lớn lao nhưng không mù quáng, thì việc đòi hỏi tính sổ sẽ ghê gớm. Con cha, con là người cha đã chọn để mang lại lời cảnh cáo này. Con hãy nhận từ tay cha lòng yêu đương và thương xót cho mọi người. Nhưng con hãy cầu nguyện để sự nhẫn nại của cha không bị giới hạn. Ngày 7 tháng Giêng 1968. Lạy Chúa Giêsu của con, xin hãy thương xót đến đứa con khốn nạn của Chúa đang chết vì khao khát yêu Chúa, nhưng lại không yêu được Chúa như nó mong muốn. Thật vậy, không ai có thể vươn lên tới tình yêu vô biên của Chúa nếu không được Chúa lôi kéo lên. Con cha, tình yêu của một con nhỏ có thể mang lại nguồn ơn vô kể cho các linh hồn khác. Ngày 9 tháng Giêng 1968. Có những lời cầu xin vương dạ làm xúc động mãnh liệt con tim chí thánh của cha. Đó là lời cầu xin của những người khiêm nhu trong tình bác ái huynh đệ chân thành nhất. Ngày 12 tháng Giêng 1968, lúc thức dậy, Chúa nói: con nhỏ của cha, con hãy quên quá khứ, hãy sống mãnh liệt hiện tại và hãy cậy trông vào tương lai. Ngày 18 tháng Giêng 1968, hỡi những con tim ngu xuẩn, những con tim sắt đá, các ngươi đang loan báo chính sự luận phạt của các ngươi. Các ngươi chớ gồng mình cưỡng lại mũi sắc nhọn đang gây thương tích cho các ngươi. Như thế chỉ càng làm nó đâm sâu thêm vào da thịt vong ân bội nghĩa của các ngươi thôi. Hãy thống hối tội lỗi các ngươi, hãy thống hối tội lỗi thế giới. Thống hối, thống hối, thống hối. Ngày 21 tháng 1 1968. Lạy Chúa, có biết bao hy vọng và tha thứ trong thông điệp của Chúa. Hy vọng và tha thứ, đúng rồi con. Nhưng cũng có luận phạt đối với những kẻ điếc không chịu nghe theo và nhận lãnh trách nhiệm trước lương tâm họ. Ngày 22 tháng Giêng 1968. Các con hãy học hỏi và đào sâu lời cha theo chiều hướng những lời này nhắc nhở các con bổn phận đối với cha và đối với tha nhân. Các sinh lực mãnh liệt trong con từ đâu mà có nếu không phải từ cha? Có một nguồn sống dồi dào cho những ai yêu đương đón nhận cha. Con cha, cha đang ở trong con. Cha nói thật với con điều này. Người ta kêu và sẽ còn kêu lên cha nỗi thống khổ của họ. Cha yêu họ đến nỗi cha không thể không nghe và không thương xót họ. Nhưng những phần tử tác hại sẽ bị chặt đi như những cây khô héo. Đáy lòng những tâm hồn bội bạc
sẽ bị lộ ra, và hình phạt của chúng sẽ là muôn đời thiếu tình yêu của cha. Chúng sẽ bị dây dứt trong cây đắng với những hiểu biết nhưng lại bất lực của chúng. Trong khi đó, các con nhỏ của cha sẽ vô cùng sung sướng, mất hút trong cha, để tận hưởng bình an và hoan lạc muôn thuở trong tình yêu của Thiên Chúa. Ngày 23 tháng Giêng 1968, con nhỏ cha, chớ vì lòng cậy trông nhóm lên trong con lửa tình yêu Thiên Chúa, để lửa này khơi dậy trong con mỗi lúc một mãnh liệt hơn ước muốn tùng phục các đòi hỏi của tình yêu người. Ngày 24 tháng Giêng 1968, con hãy nhận thức những gì dịu ngọt đối với Thiên Chúa và những gì đắng cay đối với bản tính nhân loại của con. Khắc khỏi làm xe thắt các con tim. Nhưng thật ra, nếu họ biết rõ sự thật, họ sẽ khô héo đi vì sợ hãi. Nếu họ mong muốn hòa bình và công lý, thì cha sẽ thương xót họ. Nếu không, công lý sẽ được thực hiện. Ngày 26 tháng Giêng 1968, con là đứa trẻ khiêm nhu đã tìm thấy ơn nghĩa dưới mắt cha. Con hãy yêu cha trong cô tịch của trái tim con. Vui sướng quá độ sẽ tạo ra thói quen có thể hại đến sự tiến bộ của linh hồn. Làm tôi Thiên Chúa và yêu mến người mặc dù có trở ngại là một dấu chắc của tình yêu chân thật. Con hãy cầm lấy tay cha, nhắm mắt lại. Con đừng nhìn, hãy để cha dắt con đi. Cha nhìn hộ con, cha đi hộ con, cha nghĩ hộ con. Con là cha và cha là con. Cha chưa bao giờ bị thiếu thông cảm đến thế. Sự hỗn loạn đã tới độ gây ra mù quáng trong tối tâm cố chấp. Thế nhưng mắt vẫn chưa chịu mở. Con cha, thông điệp là cái thắng để ngăn cản sự hỗn loạn. Các con hãy phổ biến mau lên. Nhiều linh hồn sẽ được cứu nhờ thông điệp. Con hãy lo đến quyền lợi của cha cũng là quyền lợi của con và các hồn nhỏ. Một sự đe dọa khủng khiếp đang đè nặng trên nhân loại. Cha không hứa sẽ loại trừ nó. Và nếu cha có loại trừ nó, thì nó vẫn luôn luôn tồn tại bao lâu thế giới chưa thay đổi nếp sống. Ngày 28 tháng Giêng 1968, hy vọng của con chính là cha. Và bao lâu con yêu cha, con còn hy vọng. Con cha, con thất vọng. Nhưng sự hất hủi đó không phải dành cho con đâu. Cha đã hoàn toàn lãnh nhận nó trước con. Ngày 2 tháng 2 1968, sự khắc khoải đang lớn mạnh trên thế giới và các tâm hồn xao xuyến, rối loạn trong lúc các sinh lực họ còn dồi dào. Bao thảm kịch đang tàn ẩn. Một tia lửa, và lửa sẽ thiêu rụi nhân loại vì thiếu tự chủ và tình thương chăng? Cha muốn những sản phẩm không phải là lời nói nhưng là hành động. Lạy Chúa, mỗi ngày trong 3 năm con đã múc trong kho tàng của trái tim yêu dấu Chúa sự nhân hậu và tình thương để phân phát cho thế giới đang chìm trong học thuyết quá duy vật và khổ đau vì vắng bóng Chúa.
thế giới có chịu tiếp nhận không? Con không biết, một mình Chúa biết. Mọi sự đều có nguyên thủy và tận cùng, ngoại trừ Chúa là Chúa của con. Thông điệp mà Chúa trao phó cho con đây hình như sắp chấm dứt. Thế giới sẽ ra sao? Và giáo hội Chúa? Con không nghi ngờ sự cứu giúp của Chúa. Con chỉ nghi ngờ con người. Họ đang muốn xây một thế giới không Thiên Chúa. Lạy Chúa là đấng tạo dựng muôn loài. Họ đang muốn đuổi Chúa ra khỏi nhà của Chúa, công trình của Chúa. Con không dám nghĩ đến hình phạt sắp tới. Đó là sự thống trị của Satan trong nhiều tâm hồn. Và vì kiêu ngạo, họ không nhận ra sự hiện diện ghê tởm đó nơi họ. Ai sẽ mở mắt họ ra? Chỉ có phép lạ của lòng thương xót và tình thương mới có thể cứu được họ. Lạy Chúa của con, xin thương xót, xin cứu chúng con. Không có Chúa, chúng con sẽ chết hết. Người nào đứng lên chống lại thế giới và các mưu đồ của nó, Cha sẽ chúc lành cho họ và sẽ ở với họ trong các trận chiến. Cha là tặng vật quý giá của tình yêu để đáp lại tình yêu. Các con hãy nhận lấy hoan lạc của Thiên Chúa trong tình yêu muôn thuở của Người. Hãy tô điểm mọi hành động của các con với tình yêu tinh tuyền, để ơn Cha không ngừng đến với các con. Hãy luôn luôn ghi trong lòng các con giới răn này. Đó là: con hãy yêu mến Chúa là Thiên Chúa con hết sức con, hết lòng con và hết trí con. Đối nghịch thì không thể thông cảm nhau. Hai cực không thể gặp nhau nếu không có một phép lạ của tình yêu. Nhưng tình yêu sợ con người hai lòng. Các con hãy là những loại con nhỏ, dù không có gì, nhưng đã làm được những việc lớn lao cho Cha, nhờ Cha và trong tình yêu của Cha. Ngày 15 tháng 2, 1968. Tính chất đa dạng của các câu con viết không gạt bỏ được lý do vững chắc của các câu văn này. Đó là sự nài nỉ của Thiên Chúa tình yêu trước sự dửng dưng lạnh lùng của lòng các con đối với những tiếng cử đầy ân ái của Người. Ngày 16 tháng 2, 1968, Chúa nói: tạo vật Cha dựng nên đã biến Cha thành con người đau thương bị treo trên thập giá chỉ vì tình yêu khốn khổ của Cha. Hãy để cho Thiên Chúa của con lo việc xây dựng và xóa bỏ. Không có gì có thể bù đắp được cái thực tại đau thương do sự dưỡng gây ra đang gặm nhấm thế giới. Tiếng nói của tình yêu đã bị số đông lãng quên. Tà thuyết đang trở thành thảm họa. Cha nói thật với con điều này: những người chịu trách nhiệm về sự hư mất của các linh hồn sẽ phải trả giá đắt. Dưới mắt Cha, giá trị của một linh hồn Cha đã tạo dựng tăng lên gấp 10 khi nó hư đi, vì đáng lẽ ra nó phải phụng sự làm sáng danh Cha. Nó lại trở thành nô lệ của sự dữ và chỉ còn biết nguyền rủa quyền năng của đấng tác tạo ra nó. Ngày 21 tháng 2, 1968, tính nhân loại và tính Thiên Chúa đều thuộc về Cha. Cha ban cho bản tính này cũng như bản tính kia ý nghĩa nào Cha muốn. Không có gì thuộc về con,
mọi sự đều từ cha mà đến. Con không hiểu sao? Cha hằng hữu và con chỉ ở trong cha. Ngoài cha không có thể tồn tại được. Tình yêu mà con dâng lên cha cũng từ cha mà đến. Con chỉ còn có việc hoàn toàn phó thác vào đấng dẫn dắt con. Ước mong con tìm thấy sự hoang lạc trong hư vô của mình. Cha đem lại sinh khí cho bản tính nhân loại của con, và cha ban cho con bản tính Thiên Chúa của cha qua cùng một tình yêu mà cha đã dùng để đem lại sinh khí cho hồn con. Đó là hoang lạc độc nhất, vì nó từ cha mà đến. Không ai tin mình là hư vô nếu không nhờ cha. Vì con cảm thấy bất lực đã nâng con lên đến tận tình yêu và lòng thương xót của cha. Con hãy nhận rõ sự khốn khổ của con, hãy phàn nàn về sự đó, nhưng con đừng ấy nấy. Cha sẽ thương xót và bổ khuyết cho con. Con chỉ biết rằng không có cha, con không thể làm được gì hết. Con hãy tin và cậy trong một mình cha thôi. Đời làm con khổ à? Con hãy nghĩ rằng cha đây, mỗi giây mỗi phút cha bị tổn thương ê chề bởi những lời thóa mạ vô danh. Con bất lực à? Hãy nhìn cha trên thập giá, bị treo, bị vạ vì ghen ghét. Và cha cũng bất lực, không lay động nổi các tâm hồn, mặc dù lễ hy sinh của cha. Con nhỏ đáng thương của cha, nỗi thống khổ của người bạn chí thánh con còn hơn nỗi thống khổ của con rất nhiều. Nhưng cha yêu con quá đỗi, đến nỗi cha lãnh nhận nỗi thống khổ con cùng với nỗi thống khổ cha, chỉ là một nỗi thống khổ độc nhất và đồng nhất thôi. Ngày 26 tháng 2 1968, con cha, ân sủng là sự linh hồn sẵn sàng để được tùy nghi dẫn dắt. Người ta giống ít hoặc nhiều điều người ta ước muốn trở nên, tùy theo cường độ của sự ước muốn đó. Sự bất phục tùng của linh hồn làm ngưng các hoạt động dồi dào và thánh hóa của ân sủng. Cha hỏi con điều này nhé. Cha có thể phá cửa các tâm hồn mà vào không? Nếu vì cố chấp trong sự giữ, họ nhất định đóng cửa lại. Hiền hậu không thể ở chung với bạo lực. Trong thời hận thù và ô nhục này, tình yêu bị khinh khi và nhạo báng. Cha chán ngán những lời lăng mạ và sỉ báng rồi. Nếu họ trở về với cha, cha sẽ kìm hãm lại cơn giận của cha. Lúc đó cha sẽ nhớ lại họ là công trình của tay cha. Cũng như đối với đứa con hoang đàn ăn năn thống hối lỗi lầm của mình, cha của họ ở trên trời cũng sẽ mở tay đón họ. Ngày 28 tháng 2 1968, thứ tư lễ tro. Con nhỏ của cha, cha thích thú ở trong con, đến nỗi cha trở nên giống con. Ngày 29 tháng 2 1968, thế giới sẽ ăn năn thống hối dù muốn hay không, nhưng điều đó chỉ là một hiệu năng tương đối thôi, vì họ đã không mong ước và yêu đương chấp nhận sự thống hối này. Ngày 6 tháng 3 1968, quá khứ của con xưa nay đã là hiện tại của con, với những cạm bẫy, những ra đi và những trở lại. Hiện tại của con một ngày gần đây sẽ là quá khứ của con. Con hãy ý tứ đừng để nó trở thành sự hối hận cho con.
Hãy sống nó cho hy vọng ngày mai và trong bác ái hiện thời. Và tương lai của con sẽ chỉ còn là một lời tạ ơn, vì hiện tại của con đã là một bài học êm dịu và ngọt ngào về tình yêu, một bài học mà các con nhỏ bé yêu dấu của cha đã được thụ hưởng. Một lần nữa, cha có cần phải nhắc nhở con coi chừng cái xu hướng năng động thái quá đôi lúc xuất hiện nơi con không? Giây phút tĩnh mịch của con thì hiếm, và như vậy lại càng phải quý. Đừng phung phí những giây phút đó. Con hãy nghĩ đến cha. Hãy nói rõ với con rằng cha yêu con và cha tin cậy nơi con. Biết bao linh hồn cha đang ngự trong họ mà họ lại không biết đến. Nhưng con biết.
ngày 11 tháng 3 1968. Chúa Giêsu nói: Hôm nay con hãy an ủi trái tim ký thánh của cha bằng cách yêu cha nhiều. Tại một số nơi, việc dâng hiến mình và máu cha lên cha của cha đã thật sự trở nên một sự xúc phạm và không còn đủ để bù đắp lại phép công thẳng của người. Con cha, con hãy cầu xin. Giờ nghiêm trọng, tội lỗi thế gian đã quá mức. Sự no thỏa các thú vui phù phiếm luôn luôn dẫn đến sự chán ngán chung. Lúc này nhân loại giống như những con chiến mã được buông lỏng dây cương và đang lao đầu thẳng vào những cái mà họ cho là cực điểm của khoái lạc. Chính vì sự quá độ trong khoái lạc, họ sẽ cảm thấy cái đói thiêng liêng mà lúc này chỉ có ở trong tiềm thức của họ. Các thú vui trần tục không thể thỏa mãn họ được. Cho nên nhiều người sẽ trở lại ngôi vị đã dành cho họ lúc sinh ra. Nhưng than ôi, bao người sẽ mất sự sống mình vì quá hèn nhát, không dám chiến đấu. Họ thích đắm mình trong bùn lầy. Ngày 14 tháng 3 1968. Nhân tính luôn luôn gây thương tích, nhưng thiên tính xoa dịu và chữa lành. Con biết rằng cha sẽ không bao giờ bỏ con. Con nghi ngờ không phải vậy sao? Họ cần con, con đừng thu mình lại. Con buồn chán sao? Con đưa sự buồn chán đây cho cha. Có ít nhiều thất vọng nơi tim con. Yếu đuối đúng là bản tính của con người. Nhờ ơn cha, con hãy vươn lên. Trong con có một thành lũy, chính nơi đó cha ở. Chính nơi đó cha cũng muốn con ở. Ngày 21 tháng 3 1968. Ôi lạy Chúa, con hết sức đau buồn nhớ lại những điều xấu con đã làm và những điều tốt đáng lẽ con đã có thể làm. Nhờ ơn Chúa, nhưng con lại không làm. Con đáng thương của cha, lòng thương xót của cha đã xóa đi mọi sự và tình yêu của cha đã thánh hóa con. Con hãy nhớ mọi chuyện nhưng đừng sợ gì cả. Cha nói thật với con điều này. Vì con đã yêu mến cha, cho nên cha đã quên và tha thứ mọi sự rồi. Con hãy chịu khổ vì sự vắng bóng cha, cũng như đôi lúc con vui sướng vì sự hiện diện chí thánh của cha với cùng một lòng sốt sắng. Con yêu cha vì những ân huệ cha ban phải không? Con hãy hiểu. Con hãy cố hiểu Thiên Chúa con. Mỗi giờ mỗi phút của đời con đều thuộc về cha. Cha không có thể sắp xếp nó theo ý cha sao? Con nhỏ của cha ơi, chính chỗ đó mới là tình yêu và phó thác. Con hãy nghĩ cha là tất cả và con chỉ sống nhờ vào tất cả. Con chỉ là hư vô thôi. Cha thích ở nơi con, nhưng cha cũng thích ẩn nấp tại đó, đến nỗi cha lẩn tránh cả cái nhìn của con. Đó là một trong những trò chơi của lòng thương xót cha. Trung tín là dấu chỉ của tình yêu. Bền vững là bảo chứng của tình yêu. Giờ cha đến. Mỗi người sẽ lãnh phần của mình cho những công việc tốt và cả những công việc không mấy tốt. Con hãy tỉnh thức và không ngớt nài xin lòng thương xót của Thiên Chúa cho tội lỗi thế gian. Thời gian đang qua không thu xếp được gì cả,
Bởi vì không gì có thể thu xếp mà không có tình yêu. Nhưng tình yêu ở đâu nơi cõi trần này? Vắng bóng tình yêu trong các tâm hồn sẽ là nguyên nhân của những thảm họa. Con hãy quên mình hơn nữa, bởi vì những vấn đề hiện đại rất đau lòng. Nhưng đòi hỏi tất cả sự tỉnh thức của con cũng như của các con nhỏ. Thế lực của các con nơi trái tim cha sẽ tương xứng với những dâng hiến của các con. Cha cần biết bao nhẫn nại để tha thứ. Con hãy nghĩ đến trái tim của mẹ trong giờ phút này đây, đang bị siết chặt giữa một cái kìm độc ác khổng lồ, đến nỗi máu và nước mắt người tuôn trào ra. Chỉ có của lễ toàn thiêu mới làm nguôi được cơn thịnh nộ cha đối với những kẻ vô tín ngưỡng. Ngày 25 tháng 3 1968, lúc hiệp lệ: nếu muốn, con có thể nuông chiều bản tính con đôi chút. Con cha, cha sẽ không cổ trách con đâu. Nhưng miễn là con đừng tìm ở đó sự thỏa mãn hài lòng. Ngày 29 tháng 3 1968, Chúa nói: lời nói không luôn luôn cần thiết. Có những cái im lặng rất xúc tích. Con cha, con hãy để ân sủng hoạt động nơi con và những người khác. Những cái hiện có và những cái chưa có không được làm con lo lắng. Điều quan trọng là hoàn toàn phó thác theo ý cha. Chỉ có cha mới có thể thay đổi được bộ mặt trái đất. Một tia lửa lóe ra có thể lan rộng đến tận cùng trái đất và thiêu đốt nó bằng lửa thánh hóa của tình yêu. Nếu thông điệp của cha được đón nhận đúng mức, thì thông điệp sẽ là tia lửa chí thánh đó. Nó sẽ thiêu đốt nhân loại với ngọn lửa mãnh liệt của tình yêu. Cha đến để lay động tính thờ ơ lãnh đạm của các dân tộc, đánh thức các lương tâm say ngủ và triệt hạ tính ích kỷ trong các tâm hồn. Ôi lạy Chúa, con cảm thấy yếu đuối quá, bất lực quá trên đường Chúa dẫn dắt con. Nhưng sự nhận biết con bất xứng làm cho hồn con trở nên khiêm tốn thẳm sâu, tăng lên trong con lòng trông cậy vào sự nhân hậu và thương xót chí thánh của Chúa. Và con rất sung sướng vì đã chẳng ra gì, còn tệ hơn cả cái không nữa. Hạnh phúc con lớn lao vì đã chịu ơn Chúa trong mọi sự. Lạy Chúa, con cảm tạ Chúa. Ngày 2 tháng 4 1968, con cha, con hãy tin chắc rằng nếu con cho thì con sẽ nhận được. Sức mạnh bắn ra từ sự thú nhận mình yếu đuối. Tương lai thế giới chính là tình yêu. Không có gì cứu vãn được ngoại trừ tình yêu. Cha không ép buộc. Cha xin. Phải, cha xin các con yêu nhau như các con cùng một cha. Mỗi người trong các con đều được cha yêu mến tha thiết. Tất cả đều liên kết với nhau bằng những dây êm ái của tình bác ái huynh đệ. Phần lửa sẽ phải giảm đi. Các con nhỏ của cha, cha muốn cứu các con vì cha yêu các con. Ngày 4 tháng 4 1968, Chúa nói: không bác ái, thế giới sẽ bị lên án chết. Những học thuyết ngông cuồng chỉ đem lại xáo trộn và nghi ngờ. Con cha, con có thích vươn mình lên khỏi hoàn cảnh của con không?
Khỏi hoàn cảnh của con à? Lạy Chúa, không. Nhưng khỏi chính con. Con muốn hoàn toàn quên con trong Chúa. Con là một hư vô tan biến trong Chúa tể mọi sự. Cuộc hành trình con trên dương thế này là làm cho người ta yêu mến Chúa hơn. Còn ơn gọi nào tốt đẹp hơn thế? Xin Chúa hãy lướt qua hồn con, Chúa, với tình yêu khôn tả của Chúa. Bởi vì Chúa là sự sống của con, và không có Chúa, con sẽ chết. Không được biết Chúa và yêu mến Chúa thật là điều ghê gớm. Thế giới chỉ đẹp nhờ vào Chúa. Với Chúa, mọi sự đều rực sáng. Không Chúa, mọi sự đều ảm đạm, chết chóc. Lạy Chúa là Thiên Chúa của con. Mọi sự tự chúng đều tốt đẹp nếu có cha là căn nguyên. Các con nhỏ bé yêu quý của cha, các con hãy chung sức với nhau để bành trướng nước cha ở dưới thế này. Hãy dùng những phương cách đã được soi sáng với nhiệt tình và không sợ sệt, vì cha ở với các con. Đối với các con, cha có lòng thương mến của một người cha, tình yêu thương của một người mẹ, và sự quyến luyến của một người chồng. Ngày 7 tháng 4 1968, Chúa Giêsu nói: kẻ thù núp trong bóng tối để chờ mồi. Không cần can thiệp nữa, con sâu đang ở trong quả rồi. Mọi sự sẽ rất đơn giản, rất đơn giản. Chỉ cần yêu là đủ để hạ địch thủ. Cha sẽ cho những dấu hiệu của uy quyền cha, và nếu họ chống lại, điều họ đã quên sẽ xuất hiện lại. Ngày 9 tháng 4 1968, cha sẽ hạ quyền lực của sự giữ xuống bằng tình yêu của cha. Vì cha vô cùng nhân hậu, quyền năng và chung thủy, con cha, con hãy nhận thức giá trị của lời chứng này và dâng lời cảm tạ vì mọi sự. Hãy tin tưởng nơi cha và cậy trông vào sự sống lại của các linh hồn. Tiếng cha đã vang dội trên thế giới. Họ cần phải nghe theo và đón nhận lấy. Cha muốn phá tung cửa các con tim bằng tình yêu của cha. Ngày 12 tháng 4 1968, thứ Sáu tuần thánh. Sự thờ ơ lãnh đạm gây thương tích còn độc ác hơn cây giáo đã xuyên qua trái tim cha. Hôm nay cha cần nhiều tình yêu để yên ủi trái tim đầy thương tích của cha. Than ôi, cha bị bỏ rơi. Tiếng vang của lời kêu gọi đau thương cha trong tâm hồn con là tiếng ngân dài của lời kêu gọi này nơi mọi tâm hồn. Nhờ con họ sẽ nghe được lời kêu gọi đó. Cha quá biết rõ những yếu đuối của họ. Cha đến để mang thuốc. Cha đã thắng sự chết. Cha sẽ thắng sự chết của họ. Nhưng nhiều người đã chết muôn thuở rồi. Đối với họ, cha không còn làm gì được nữa. Và sự hy sinh của cha đã ra vô ích. Họ tự cho họ đã trở nên mẫu người lý tưởng và gán cho họ những cái mà họ không có. Đối với những người này, cha sẽ không cất đi một chút nào nỗi thống khổ của họ. Sau giờ kinh thứ Sáu tuần thánh, Chúa Giêsu nói: mọi sự đã xong và mọi sự lại bắt đầu. Ngày 14 tháng 4 1968, lễ phục sinh.
Cha sẽ thắt chặt trái tim các con bé nhỏ của cha vào trái tim cha bằng sợi dây êm ái của lòng biết ơn. Tính chất quan trọng của ơn Chúa được đo lường bằng tác động của ơn đó trên các linh hồn. Con cha, con tin được thời đại này sao? Một thời đại thuận tiện để buông rơi lòng quảng đại và để thỏa mãn cái tôi. Ngày 17 tháng 4 1968, mọi người đều có những khu vực bóng tối và ánh sáng trong mình. Ánh sáng xua đuổi bóng tối, bởi vì bóng tối không phải để cho ánh sáng. Ngày chiếu sáng đêm. Đêm tối trong các tâm hồn ngăn cản họ thưởng thức ánh sáng. Một hành động cho tình yêu, đó là một sự lóe sáng nơi tâm hồn. Yêu thương xua đuổi đêm tối của tâm hồn. Ngày 22 tháng 4 1968, con hãy nhìn nhận những gì con thiếu với cha. Hãy nhận những lỗi lầm của con một cách khiêm tốn, và lòng thương xót cha sẽ làm những gì còn lại. Hãy trông cậy nơi cha, đừng sợ. Nếu con đã trả các ơn lành của cha bằng sự thánh thiện, thì từ lâu con đã nên thánh. Nhưng con cần phải nhận thức hơn nỗi thống khổ của con trong hư không mà cha đã đặt để con. Và vì con nhận ra nó không còn tác hại được linh hồn con nữa. Con nhỏ của cha, những kẻ có tội chỉ có tội trong ý muốn phạm tội của họ thôi. Những phản ứng đầu tiên nơi con, cha để như vậy để con tập lướt thắng chúng. Nhưng cha luôn luôn đến cứu giúp con. Con biết đó. Khi con tỏ ra khó chịu, con có nghĩ con yêu cha ít hơn không? Sự can thiệp của cha đã chẳng gây cho con sự hối tiếc sao? Kiêu ngạo một cách điên rồ là kẻ tin mình có được những hành vi tốt, cho dù rất nhỏ mà không cần đến cha. Con biết rằng không có gì có thể có nếu không có cha. Cha hằng hữu, và con chỉ có nhờ cha. Tình yêu từ cha mà đến. Tình yêu là cha. Điều làm cho tâm hồn lui bước trong đạo đức, đó là sự thiếu tin cậy ở lòng nhân hậu cha. Lỗi nhỏ nhất đã trở thành nghiêm trọng đối với tâm hồn hoài nghi, bởi vì nó lôi kéo những lỗi khác quan trọng hơn. Và cha vẫn còn bị ngược đãi. Họ đã biến cha thành con người đê hèn vì quá đau khổ. Cha đã cúi đầu trước lời giễu cợt của họ. Mà cha lại là Thiên Chúa. Con cha, con hãy suy nghĩ bài học về khiêm nhường này mà cha cho con. Và con cũng hiểu rằng điều luôn luôn cần thiết là tự thắng mình. Đó là một cuộc chiến đáng giá, và cha sẽ là phần thưởng. Tính sức sược ngạo mạn của họ đã vượt quá giới hạn. Tới đâu họ mới ngưng nếu cha không ra tay? Nếu sự sợ Thiên Chúa không còn cầm giữ họ lại được nữa, thì họ sẽ đi đến chỗ chết. Nhưng cha sẽ che chở giáo hội cha, thánh thiện, tối cao và không thể diệt vong được. Không có kính trọng thì không thể có tình yêu. Đau thương gây cho cha
do sự thù hận của các con riêng cha, còn lớn lao hơn các đau thương trong cuộc khổ nạn của cha. Họ muốn cải hóa thế giới, nhưng thế giới lại chưa bao giờ xa vời sự cải hóa đến thế. Và họ đã được gì? Sự hỗn độn hoàn toàn và tình yêu. Than ôi, nó chỉ được dùng để che đậy và bào chữa những bất lực của họ. Cha đã nói, vô phúc cho kẻ gây ra gương sống. Chúa ơi, con muốn đền bồi bằng tình yêu của con nỗi thống khổ gây cho trái tim chí thánh của Chúa. Lạy Chúa, xin tha thứ cho chúng con, xin thương xót chúng con, vì chúng con thật là những kẻ tội lỗi khốn nạn đáng thương. Giáo hội lung lay, nhưng sự cứu giúp của cha luôn luôn đến đúng lúc, và các kẻ thù của giáo hội sẽ phải bẻ bàng kinh ngạc. Mặc cho vẻ bề ngoài, con hãy tin những điều cha đã nói sẽ thực hiện. Chính lúc mọi sự gần như tuyệt vọng, người ta mới nhận thấy phương tiện cứu thoát độc nhất. Khó mà giữ được lòng hoàn toàn tin tưởng trong thời hiện đại. Bây giờ chính là lúc phải nắm vững và đừng có nghi ngờ. Chỉ có tình yêu mới có thể thắng được cha. Cha đã nói với những người có trách nhiệm về các linh hồn, đó là các con hãy thánh thiện và đám đông sẽ thánh thiện. Một cuộc cải cách vừa phải thì tốt. Thái quá sẽ có hại và gây nguy hiểm cho tòa nhà thánh. Phải thật sớm trở về nguồn của đức tin. Ngày 25 tháng 4 1968, Chúa Giêsu nói: tôi tớ của cha đã nhận nơi thân xác và linh hồn dấu chỉ của tình yêu cha, và những đau khổ của người sẽ là sự tiếp tục nỗi thống khổ của cha trong thế giới vừa điếc vừa đuôi này. Cha phải đánh để chúng trở lại với lý trí chăng? Tình yêu cha đã thử hết cách, vô ích. Khốn nạn cho những kẻ khinh khi tình yêu của một Thiên Chúa. Khôn ngoan trở thành hèn nhát. Im lặng là một trọng tội khi quân. Phải theo hoặc chống. Như vậy lúa tốt sẽ tách khỏi cỏ lùn. Các con cha, các con hãy mạnh mẽ chống lại thần dữ. Hãy đồng loạt đứng lên bảo vệ gia sản các con đang bị tà thuyết đe dọa. Các con hãy mở mắt những người ngu dốt. Hãy chỉ cho họ đường về trời bằng sự thánh thiện của các con. Các con không thể ước mong Thiên Chúa của các con bỏ mặc họ được. Đối với những con nhỏ của cha là những người chịu trách nhiệm về sự bối rối, xao xuyến của họ. Cha giơ tay ra cho các con một lần nữa. Nhưng hãy coi chừng, các con đã đi quá xa, và cha sẽ sửa phạt các con nếu các con không ngưng lại. Mỗi giây phút, con chiên dâng lên máu châu báu của mình trong các chi thể đau thương của người. Nhưng cha đã mệt mỏi vì kêu gọi các con một cách vô vọng. Nếu các con thống hối, cha sẽ tha thứ cho các con. Phần tử phá hoại thì nham hiểm. Mong rằng sự khờ dại của các con đừng dìm các con sâu nữa trong lầm lạc. Hãy chiếu rọi tâm hồn các con bằng ánh sáng của lòng bác ái chí thánh. Các con hãy tỉnh ngộ. Và nếu thế gian không hiểu các con, thì các con cứ ăn ở xứng đáng
và vững bền trong đức tin của cha ông các con. Các con hãy xem thế giới đam mê khoái lạc này đang lôi kéo các con đến vực thẳm nào. Hãy nhận thức trách nhiệm của các con đối với cha và đối với những người mà cha đã giao phó cho các con dẫn dắt đến với cha. Và các con sẽ phải trả lời về họ một cách nghiêm ngặt trong ngày phán xét. Ngày 28 tháng 4 1968, Chúa Giêsu nói: ngay cả khi con có lý để phê bình, con hãy có lòng bác ái vô bờ đối với mọi người. Nếu con phải khiển trách, con hãy làm một cách dịu dàng và thông cảm. Con đừng bao giờ tưởng con biết được người khác qua vẻ bề ngoài. Hãy tìm cái tốt nơi họ và cái xấu sẽ bị đánh bại. Bởi vì cái xấu chỉ do sự yếu đuối. Ai yếu đuối thì đau ốm và cần được săn sóc. Bằng yêu thương, cầu nguyện và trách mắng, con sẽ đem lại cho linh hồn đau khổ phương dược độc nhất có thể cứu được họ. Một thương tích không luôn luôn chữa khỏi bằng một thương tích khác. Mặc dầu đôi lúc cần phải sửa phạt bằng thương tích những kẻ ngoan cố không chịu phương pháp ôn hòa. Ngày 6 tháng 5 1968, sống thông điệp, tức là kính thức hóa thông điệp. Con cha, con biết rằng tình yêu được nuôi dưỡng bằng những hy sinh và bỏ mình. Nhân loại cần phải hiểu giá trị của ân sủng Thiên Chúa ban và hiệu năng của ân sủng này nơi các linh hồn. Chính bằng chứng đức tin của họ mở cửa nước trời cho những người tội lỗi, làm họ trở lại và nhận biết tình yêu của Đức Kitô và sự phù phiếm của các thú vui vô ích. Cha sẽ gửi cho con vô số linh hồn. Con hãy đảm nhận lấy họ vì tình yêu cha. Con có tin rằng cha yêu con không? Ôi vâng, con tin điều đó. Con tin rằng một hồn nhỏ có thể trở thành trung tâm cho nhiều hồn nhỏ khác không? Thưa Chúa, có. Nhờ tình yêu của Chúa, con hãy là con nhỏ và cho cha các linh hồn. Con hãy tin rằng sự dịu dàng thì cần thiết. Con hãy dịu dàng, hãy khiêm nhu để họ hiểu cha dịu dàng và khiêm nhu đến mức nào. Đừng xét đoán, chỉ một mình cha xét đoán. Đừng phê bình chỉ trích, nhưng hãy thương tiếc. Đừng có ý nghĩ xấu, vì con đâu có biết, chỉ một mình cha biết. Ai biết được đáy lòng các tâm hồn? Một mình cha. Tội lỗi làm cha đau khổ, thiếu bác ái làm cha đau khổ hơn. Cha muốn những con nhỏ giống hình ảnh cha. Một con nhỏ giả tạo là một sự thoá mạ đối với lòng nhân hậu cha. Con hãy hoàn toàn bé nhỏ. Cha đã không chọn con một cách vô ích. Hãy đáp lại sự lựa chọn của cha một cách đại lượng. Đời sống của con, đó là đời sống của các con nhỏ bé của cha, của tất cả các con nhỏ bé của cha. Con hãy trung tín vững vàng trong đức tin của con. Hãy nhận thức những điều cha muốn nơi con. Hãy đề phòng lầm lạc và những lời xảo quyệt đã lừa được biết bao con nhỏ của cha. Ngày 9 tháng 5 1968,
con hãy nuôi dưỡng trong tâm hồn con những tư tưởng về thương yêu, thương xót và tha thứ. Con hãy trở nên cha như cha. Các tác phẩm sẽ giả dối và hão huyền nếu chúng được hoàn thành trong tình trạng tội trọng. Đây là Chúa nói về một tâm hồn nổi tiếng do những tác phẩm, nhưng ít xây dựng do cách sống của họ. Không có gì có thể xóa bỏ lỗi lầm nếu không có sự thống hối và cải hóa. Sự xúc phạm càng nặng hơn khi người ta đã ý thức mà không tìm cách sửa chữa. Tội lỗi là một tai họa ghê gớm, và những hậu quả của nó thì khủng khiếp cho linh hồn nào chấp nhận nó một cách hèn nhát, bởi vì nó làm cho linh hồn đó mất tình nghĩa với Thiên Chúa và bị luận phạt muôn đời. Ngày 10 tháng 5 1968, lạy Thiên Chúa của con, xin Chúa cất đi những gì thái quá trong sự hoang lạc này. Nó không thuộc về Chúa. Kính linh hồn có bất hảo lại được lãnh nhận những ơn quý giá mà Chúa ban cho con một cách rộng lượng đến thế. Ngày 11 tháng 5 1968, con cha, con hãy theo và đừng sợ con đường cha đã vạch cho con. Hãy tin rằng nhờ cha con có thể làm mọi sự. Cha ban con cho các linh hồn, để đến lượt con lại trao họ lại cho cha sau khi đã được tình yêu phong phú hóa. Con hãy làm phong phú sự làm mẹ thiêng liêng này bằng lòng quảng đại của con. Hãy quên con đi trong cha. Tại nhà thờ, lạy Chúa, ôi hoang lạc thánh thiện của các con Thiên Chúa, hoang lạc vô sông, không ngừng đổi mới và sẽ không cất đi khỏi họ được. Ơn quý giá của Thiên Chúa, tình yêu cho những linh hồn đạo đức. Ngày 16 tháng 5 1968, Chúa Giêsu nói: yêu là đủ, phải yêu. Tình yêu sẽ cứu vãn thế giới. Ai biết được sự dịu ngọt khôn tả, sự sâu xa, sự cao sang của tình yêu Thiên Chúa thì đã biết được hạnh phúc nước trời dành cho các con cái ánh sáng. Ngày 17 tháng 5 1968, nếu con tìm nơi lòng con lý do các sự vật, và nếu con có thiện chí, con sẽ tìm ra lời giải đáp. Bởi vì cha nói thật với con, ánh sáng sẽ ban cho người nào thành thật mong muốn nó. Ngày 18 tháng 5 1968, tôi nhìn một người với vẻ bên ngoài ít được ưu đãi, và tôi nghĩ bề trong người này thế nào. Tôi không biết. Tuy nhiên, linh hồn này đẹp biết bao dưới mắt tôi. Phải, dầu sao đi nữa, đẹp vì sự hiện diện, đẹp vì sự đẹp mà linh hồn đó có nhưng lại không biết. Hôm đó tôi đã thấy Chúa Giêsu trong tất cả các linh hồn tôi gặp ngoài đường, và sung sướng tôi thờ lạy người hiện diện nơi các linh hồn hơn chính cả họ nữa. Đẹp quá, hấp dẫn quá. Và tôi tự nhủ, trong mỗi linh hồn đều có Chúa Giêsu, và tôi yêu tất cả các linh hồn với nhiệt tình, với con tim nhỏ bé khốn nạn của tôi trong trái tim Chúa Giêsu. Điều đó làm cho tình yêu của tôi đối với họ đã thật sự trở thành tình yêu của chính đấng yêu dấu tất cả các linh hồn. Ngày 20 tháng 5 1968, các con yêu của cha yêu các con biết bao.
Các con hãy đến với cha. Các con nhỏ bé, các con hãy kết nghiệm hôn với đấng mà các con yêu thương, với tất cả các thớ của bản thể các con, đến nỗi trở nên một với người. Người và các con hoàn toàn bé nhỏ nơi người và to lớn biết bao nhờ người. Con cha, con hãy nhắc nhở nhân loại lòng tôn kính và mến yêu họ phải có đối với cha. Con hãy biến đi càng lúc càng sâu hơn trong tình yêu của cha. Chính đó là sự sống và hạnh phúc của con. Tiếng nói của Đức Chúa Cha: Ta đã muốn gặp các con nơi người con yêu dấu của ta. Các con là những người mà ta đã tạo dựng và cho sống trong tình yêu của ta. Tại sao tất cả các con không thuộc về người? Ta đã không yêu các con với một tình yêu đồng đều sao? Các con hãy biết rằng ở ngoài người, ta không còn nhớ đến các con nữa. Nếu các con không biết đến người, ta cũng sẽ không biết đến các con. Nếu người đã không ước muốn ở lại với các con trong phép thánh thể, thì từ lâu thế giới bội bạc này đã hết tồn tại. Tình yêu đang ở nơi con. Đã đến lúc các con phải nhớ đến điều đó. Và nhiều nơi có sự hiện diện thật sự của người phải được thăm viếng và tôn sùng hơn. Ngày 26 tháng 5 1968, đôi lúc tôi cảm thấy trái tim tôi như một cái bình đóng kín, trong đó tình yêu lại yêu tình yêu. Thiên Chúa tự yêu chính mình người nơi tôi. Tôi cũng hình dung linh hồn tôi như một chiến trường rộng mênh mông. Ở đó hai sự vật đối nghịch đương đầu với nhau, nhưng sức mạnh luôn luôn ở phía tình yêu. Lạy Thiên Chúa của con yêu Chúa. Từ đâu mà con có tình yêu này nếu không phải từ Chúa? Làm sao hồn con có thể chịu đựng được cái khát yêu đương ấy, cái khát đang dây dứt con? Lạy Chúa, làm thế nào yêu Chúa hơn mà không chết? Thế mà lạy đấng lòng con yêu mến, con cảm thấy nơi con cái đau khổ vì chỉ yêu được Chúa trong bất lực. Than ôi, con tim con quá nhỏ bé để chứa đựng được đấng vô cùng. Ngày 1 tháng 6 1968, lạy Chúa, chỉ có sự nhỏ bé mới có thể lay động được trái tim chí thánh đáng tôn thờ của Chúa thôi. Vậy ai có thể cho mình là to lớn trước mặt Chúa, đấng toàn năng, đấng cao cả? Sự khiêm nhu của một Thiên Chúa đã tuôn tràn trên các con rất nhỏ bé của người. Nguồn suối ân huệ chảy trong linh hồn họ là một dòng sông đầy sức sống. Những lời cầu nguyện nồng nhiệt của họ gây thương thích êm ái cho Đức Vua Chí Thánh Chí Cao. Tất cả đều liên kết với nhau. Yêu mến, tin tưởng hoàn toàn, trông cậy, bác ái. Như vậy linh hồn là bình chứa đựng tình yêu, tình yêu thánh, tình yêu vô thủy vô chung, tình yêu đáng tôn thờ sống động nơi linh hồn. Lạy Chúa là tình yêu của con xin tạ ơn Chúa. Ngày 2 tháng 6 1968, Chúa Giêsu nói: Con cha, thế giới cần tìm lại ngay thế thăng bằng của mình. Tình yêu cha ôm ấp toàn thế giới. Con hãy nới rộng quan niệm yêu thương của con theo mức độ đó. Phẩm giá, khổ hạnh và bác ái là triều thiên của linh mục.
Nếu linh mục đạp đi thì còn lại gì cho linh mục? Ngày 3 tháng 6 1968. Người nào được cha dẫn dắt bằng thần trí của cha, người đó sẽ có kết quả này nơi họ. Đó là sự bình an của cha. Tinh thần của thời đại đang hướng dẫn biết bao tâm hồn, kể cả những người đã dâng mình cho cha. Họ đã gặt hái được gì? Đắng cay và phóng đãng, vì không một ai có sự bình an ngoài cha. Cha ở trong thinh lặng của các tâm hồn. Trần tục làm cha lẫn trốn. Các con cha, các con hãy nhận thức đâu là hạnh phúc của các con. Có biết bao cản trở giữa cha và các tâm hồn, nhưng cha tiến lại gần. Cha ở ngưỡng cửa các con. Tiếng của cha vang tới các con qua thông điệp tình yêu này. Các con hãy lắng nghe. Những lời nói mà không kèm theo việc làm thì có ý nghĩa gì? Và các việc làm có nghĩa gì nếu chúng chỉ đem lại hỗn loạn và buông thả? Cha nói thật với các con, chúng là những việc làm chết. Còn các con, các con yêu dấu của cha, các con hãy ở vững vàng và mặc lấy áo giáp của Thiên Chúa các con để chống lại các tà thuyết. Các con hãy xem kết quả của những hiểu biết lố lăng của họ, hỗn loạn và điên rồ tập thể. Nhưng còn cha, lề luật độc nhất mà cha ban cho các con là yêu thương với tâm trí các con và trung thành với truyền thống. Các con đừng phạm tội chống lại thần trí. Đừng nghi ngờ. Hãy tin tưởng vào quyền năng cha. Thần khí đang thổi trên thế giới hiện nay không phải thần trí của tình yêu, nhưng chính là thần khí của lầm lạc và sa đọa. Cho nên cha nói với các con điều này. Các con nhỏ của cha, đức tin của các con phải là đức tin mà cha đã dạy cho các tông đồ, và cũng vì đức tin đó mà cha đã đến. Không có gì thay đổi. Cha vẫn luôn luôn là cùng một Giê-xu, và những giáo huấn của cha vẫn như vậy. Các con hãy coi chừng những kẻ tự cho chỉ có học thuyết của mình là chân thật. Ngày 4 tháng 6 1968. Chúa Giê-xu nói, sự phó thác chân thành không phải là một trạng thái hoàn toàn thụ động, nhưng chính là một trạng thái chấp nhận. Bởi vì người nào yêu thì phải hoàn toàn hiến mình cho anh em. Ngày 5 tháng 6 1968. Chúa Giê-xu của con, Chúa rất gần bên con. Không phải gần mà trong. Bởi vì cha ở trong con còn chắc chắn hơn chính con nữa. Cha sẽ cho họ thật nhiều để họ quay lại với cha. Ngày 8 tháng 6 1968. Tình yêu là liều thuốc mạnh để chữa sự dữ của thời đại, nhưng mà nó còn cần phải được chấp nhận. Con cha, con có biết một linh hồn trong ân nghĩa là một tặng vật của tình yêu không? Cha ban cho linh hồn đó sự sống, và cha làm cho nó thuộc hẳn về cha. Chủ nghĩa năng động xâm chiếm các kẻ đã dâng mình cho cha. Đó là một sự dữ lớn lao cho nhân loại, vì tính cách thái quá của nó. Ngày 15 tháng 6 1968. Tất cả vinh quang thế gian không sánh bằng vinh quang
mà chỉ một lời than thở với cha mang lại cho con. Bình an của tâm hồn được mua bằng rất nhiều hy sinh. Con cha, những gì thánh thiện có một giá trị siêu việt đối với linh hồn. Lý do của sự vật sẽ được vén lên cho những ai yêu. Thánh là những người làm theo ý cha, thực thi những lời cha dạy. Sự gì thiêng liêng là thiêng liêng, cho dù người ta nói hoặc làm thế này hay thế khác. Không gì có thể hoen ố chân lý muôn thuở được. Có những tâm hồn xao xuyến, nhưng những con tim ngay thẳng vẫn luôn vững mạnh trong đức tin. Ai muốn được cứu vớt sẽ được cứu vớt. Các con nhỏ bé của cha, các con hãy hợp lại nhau để cứu thế giới. Cha thích bị các trẻ nhỏ đánh bại. Triều đình cha bao gồm những trẻ nhỏ. Chúng rất có thế lực nơi trái tim cha. Cửa ra vào của nước cha thì nhỏ bé, theo kích thước của những trẻ rất rất bé nhỏ. Ngày 17 tháng 6 1968, các con hãy tự do vui sướng trong hoan lạc của tình yêu chí thánh cha. Bám vào của cải thế gian làm giảm đi sức ấn của tình yêu cha trong các linh hồn. Ngày 19 tháng 6 1968, con hãy lắng nghe bài ca đầy an ủi. Tha thứ thì quá dễ đối với một con nhỏ. Oán hận nơi họ luôn luôn nhường chỗ cho tình yêu. Nỗi sầu buồn của con trở nên thánh thiện nếu con dâng lên cha. Sự nóng giận của con sẽ phi lý. Một linh hồn nhỏ bé chỉ có thể yêu thôi. Linh hồn đó thấm nhuần tình yêu. Con là tặng vật của tình yêu cho tình yêu. Hôm nay con cho cha nhiều. Chính là miếng thịt tươi mà con đã lấy ra từ bản tính nhân loại của con. Cha nâng đỡ con trong sự con cố gắng vươn tới hoàn thiện. Bây giờ nơi con đang có sự yên tĩnh, bạn của cha, hãy nghỉ đi. Ngày 20 tháng 6 1968, Chúa Giêsu giơ tay người cho tôi xem. Chúa nói: cơn nóng giận của con đã đâm sâu cái đinh này vào tay cha. Sự hối lỗi của con đã lôi nó ra. Con hãy đi. Cha tha thứ cho con, bởi vì cha yêu con. Ngày 21 tháng 6 1968, lúc hiệp lễ, con đang đau khổ. Con cha, con biết rằng giữa cha và con không thể có sự lưng chừng. Ngày 22 tháng 6 1968, con cha, sự đau khổ có những tha thứ của nó. Chúa nói với những người tội lỗi: những vết nhơ của các con không thể đụng chạm đến cha được. Chúng trở lại với các con kèm theo nỗi đau đớn vô bờ mà cách ăn ở mất nết của các con đã gây cho trái tim chí thánh của cha. Ngày 23 tháng 6 1968, con người lại hủy hoại con người mà cha đã tạo dựng cho cha. Bởi vì vật chất bóp nghẹt linh hồn nên nó không còn nhận biết cha nữa.
Những lời cảnh cáo của cha vẫn chưa được đáp ứng. Chúng đã được nghe thấy chưa? Ai sẽ cứu vớt thế giới này nếu họ không đến với cha là đấng duy nhất có thể cứu được họ? Họ đã làm gì với quyền lực mà cha ban cho họ? Họ phải chịu trách nhiệm về sự hư mất các linh hồn. Họ sẽ không thể nhún vai trước mặt cha được. Đời ngắn ngủi và năm tháng còn đó. Lầm lạc sẽ lôi cuốn họ, bởi vì họ đã chối cha và quên những lời cha dạy bảo. Họ đã sử dụng và đã lạm dụng quyền của họ chống lại gia sản của cha. Giờ của cha không còn xa và đã rất trễ đối với họ. Cha đau khổ nói với con rằng phần lửa sẽ lớn lao. Tuy nhiên, cha chính là sự thương xót và là sự tha thứ hoàn toàn. Hỡi thế giới đảo điên đáng thương, ta là Thiên Chúa của ngươi. Ta ái ngại cho ngươi. Ta còn yêu thương ngươi. Ta muốn cứu ngươi. Nhưng ngươi, ngươi có muốn không? Ngày 25 tháng 6 1968. Nếu hôm nay sự bất xứng của con làm con rên xiết hơn, chính vì con còn xa cách con đường trọn lành. Con cha, nếu con gieo mình vào cánh tay cha đang giơ ra một cách âu yếm, với một lòng tin tưởng hơn và ít còn trở lại với chính mình con hơn, thì việc đó phù hợp hơn với con đường bé nhỏ mà cha đã dạy con. Tà thuyết đang kéo chuông báo tang cho các giá trị nhân loại. Ngày 26 tháng 6 1968. Đời con được tăng thêm giá trị nhờ sự dâng hiến chính đời con cho tình yêu. Sự kém cỏi sẽ biến đi và mọi sự trở nên ân sủng. Tính tuyệt đối của tình yêu cha không chấp nhận bất kỳ một sự dung hòa nào. Cuốn sách của tình yêu cha sẽ không hoàn tất. Sách đã bắt đầu và sẽ kết thúc nơi cha. Tôn chỉ của nó chính là sự sống nó đã ban cho các linh hồn và dẫn đưa họ tới nguồn suối là cha. Ngày 6 tháng 7 1968. Yêu chính là làm chứng cho tình yêu mà không sợ sệt và chống lại tất cả. Con cha, tình yêu đáng giá tất cả mọi hy sinh dâng hiến. Con nhỏ đáng thương của cha, máu chảy từ các thương tích cha đã rửa linh hồn con khỏi mọi tội lỗi. Nhưng thằng ôi, máu đó đã không đạt được mục tiêu đối với biết bao người đã không đáp lại tiếng gọi của cha. Con hãy tin tưởng và trông cậy nơi cha. Cha ban sự sống và cứu vớt các linh hồn. Con hãy cầu xin trong nhiệt tình và trong đau khổ cho các linh hồn lạc hương. Con hãy không ngừng van xin lòng tha thứ của cha cho họ. Cha là sự thương xót vô biên. Hãy tấn công trái tim chí thánh của cha. Hãy xin lòng thương xót và tha thứ cho tội lỗi thế giới, cái thế giới không biết yêu đương này. Nhưng cha yêu thay cho họ, và cha mong muốn mang lại hy vọng cho họ. Các con nhỏ đáng thương thật quá yếu đuối. Chúa đưa con vào tình yêu bao la cao cả, ươm bao ngọt ngào thiết tha. Một tình yêu tươi như ngàn hoa, rộn trong lòng bao tiếng ca. Mến cuộc đời
mãi giấc mơ. Ôi đừng lòng con đắm say với Chúa từ nay luôn mãi, một tình mến yêu phụng sự hết tâm, dù bao khó khăn thăng trầm Chúa ơi. Ôi tình yêu Chúa dìu con bước tới ngày thánh thiên đời con đây, thật huyền diệu phút giây nhiệm màu, lòng đột nào nói sao đến lời con cảm lên ơn mẹ phương ban dâng hiến Chúa cho đời con đây tình hiến dâng muôn đời. Phút giây thăm nồng tình yêu đời con hôm nay mới hiểu, yêu thương diệu huyền biết bao, đời hẹn ước con xin gửi trao, tình yêu dạt dào trắng ngời sống cho tình ngài mãi giang ngời. Ôi đời tình yêu của con đây xác hồn con dâng hiến, từ nay Chúa ơi tình không đổi thay, ngàn năm vẫn say yêu một Chúa ơi. Ôi tình yêu Chúa dìu con bước tới ngày thánh hiến đời con đây, thật huyền diệu phút giây nhiệm màu, lòng đột nào nói sao đến lời con cảm lên ơn ngày thương ban dâng hiến Chúa cho đời con đây tình hiến dâng muôn đời. Khi tim tôi say đắm một tình trời, lời cảm mến chính là lời dâng hiến, cho yêu thương lên tiếng xóa muộn phiền, tình sâu nghĩa cả và chân nguyên. Phúc thay ôi đời tận nguyên, dù bao gian nguy chắc chờ, có Chúa bên đời đời. Đừng tình yêu ước mơ dệt thơ, từ con đường thăm giá xưa nắng mưa phong sương, bước trên đường lòng vẫn cày trong bước đi với Chúa, lòng không náo núng một đời quý chung, một xa tín chung phục vụ hết tâm đến cùng Chúa ơi. Ôi tình yêu Chúa dìu con bước tới ngày thánh hiến đời con đây, huyền diệu phút giây nhiệm màu, lòng đột nào nói sao đến lời con cảm thấy bởi mẹ thương ta dâng hiến Chúa cho đời con tình hiến dâng muôn tình yêu
để rồi từ nay con đắm say tình vì Chúa là luôn tất cả cho đời con.